cảng cá Phú Lạc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Những tàu câu cá ngừ vừa trở về vào những ngày đầu năm 2023. Dưới thuyền, ngư dân đang tất bật vận chuyển cá lên bờ để tiêu thụ. Chuyến này, tàu cá của ngư dân Nguyễn Ngọc Hải câu được 32 con cá ngừ, đạt sản lượng hơn 7 tạ. Mong muốn năm mới tới đây thì nhà nước cũng vẫn ủng hộ từng giàu chúng tôi để mà có số lượng đó, chúng tôi cũng đánh bắt xe bờ để lấy từng giàu để ông đắp đủ quê. Mặc dù giá cá ngừ đại dương đang xuống thấp, nhưng nhiều ngư dân vẫn quyết tâm bám biển. Khởi hành đầu năm, điều ngư dân mong muốn nhất là mưa thuận, gió hòa, đánh bắt sản lượng cao, cá bán được giá, để bà con bù lại phần nào những thất thoát trong năm vừa qua. Chuẩn bị là đi biển thì cũng là trong cái năm mới thì cũng phải là anh em cũng là mong muốn cũng được đạt được cái thành tích cho anh em vừa có nuôi gia đình. Mong muốn sao cho cái giá nhiên liệu nó hạ xuống, cái phí của một chuyến biển nó thấp lại rồi cái nhân công mới được cái hiệu quả nó tốt hơn. Bước vào mùa biển mới 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngư dân Nam Trung Bộ vẫn kiên trì vươn khơi bám biển, kỳ vọng một năm khai thác hải sản đầy khoang và quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu.